Chính phủ Úc hãy dừng ngay hành động bảo kê cho Châu Văn Khảm. Hôm 5 tháng 4, BBC đăng tải bài viết về việc chính phủ Úc thúc giục Việt Nam trả tự do cho Châu Văn Khảm, quốc tịch Úc gốc Việt, hiện đang thụ án 12 năm tù tại Việt Nam với tội danh khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Lý do mà chính phủ Úc đòi thả tự do cho Châu Văn Khảm rất buồn cười, rằng Châu Văn Khảm đã 72 tuổi. Bị Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh kết án hồi năm 2019 với mức mà gia đình ông coi như án tử, do sức khỏe của ông kém, khó có khả năng chịu đựng được hình phạt tù giam dài hạn. Buồn cười nhất là bà Ngoại trưởng Úc nói rằng Úc đã trình bày hết sức nghiêm túc. Mối quan ngại của chúng tôi liên quan tới ông Châu Văn Khảm. Chúng tôi tôn trọng hệ thống pháp luật của Việt Nam, nhưng chúng tôi quan tâm tới vấn đề tuổi tác của ông ấy. Và rằng, chúng tôi muốn giới chức Việt Nam cân nhắc lại về tình trạng của ông ấy, xét đến khía cạnh tuổi tác và sức khỏe, để cho phép ông ấy trở về Úc. Thật xấu hổ khi một chính phủ lại đi can thiệp cho tên tội phạm khủng bố hiện đang thụ án 12 năm tù tại Việt Nam. Đây không phải là lần đầu chính phủ Úc làm điều này. Trước đó, vở hài kịch này cũng đã diễn ra nhưng với giọng điệu cao ngạo, sắc sược hơn nhiều. Cách đây vài tháng, dân biểu Úc Judith Hale có lời kêu gọi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Úc Marise Payne thực thi trách nhiệm giải cứu ông Châu Văn Khảm, hệt như cái cách mà tổ chức khủng bố Việt Tân đã từng làm. Cũng như Việt Tân, Judith Hale liên tục xuyên tạc sự thật về vụ việc của Châu Văn Khảm để kêu oan cho Khảm và vu cáo nhà nước Việt Nam, qua đó kêu gọi sự can thiệp của nước ngoài để đòi trả tự do cho Khảm. Tất nhiên, Judith Hale cũng thông qua hành động này để xuyên tạc về hệ thống pháp luật Việt Nam, vu cáo chính quyền Việt Nam đang loè bịp người thiếu thông tin, gây hoang mang dư luận. Bản chất của câu chuyện này là gây sức ép để kêu gọi chính phủ Úc can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Tất nhiên, những đòi hỏi vô lý không được đáp ứng. Ở khía cạnh luật pháp, hành vi đòi trả tự do cho một tên tội phạm khủng bố là vi phạm pháp luật quốc tế bởi đã can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia có chủ quyền. Quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy. Châu Văn Khảm vi phạm pháp luật Việt Nam, xâm hại đến sự vững mạnh của chính quyền nhân dân thì phải bị xử lý theo pháp luật Việt Nam. Châu Văn Khảm hiện đã chấp hành án phạt tù được 3 năm về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Được biết, Châu Văn Khảm tham gia tổ chức khủng bố Việt Tân từ năm 2010, là một trong những đối tượng hoạt động tích cực làm đại diện cơ sở đảng bộ Sydney, kiêm bí thư đảng bộ Úc Châu. Đầu năm 2019, Khảm đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường biên giới Campuchia, lôi kéo kết nạp Nguyễn Văn Viễn tham gia tổ chức thực hiện các mưu đồ chính trị. Hành động của Châu Văn Khảm không chỉ vi phạm pháp luật tại Việt Nam mà còn vi phạm quy định nhập cảnh quốc tế. Ngày 11 tháng 11 năm 2019, Châu Văn Khảm bị tuyên án 12 năm tù và sẽ bị trục xuất ra khỏi Việt Nam sau khi chấp hành xong hình phạt. Đây là bản án đúng người, đúng tội, thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật với những chứng cứ rõ ràng, xác đáng. Thiết nghĩ chính phủ Úc dừng ngay những hành động can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, chấm dứt ngay việc bảo kê cho những tên tội phạm khủng bố.